trong khi cả nước đang háo hức chuẩn bị đón chào năm học mới thì một số thành phần cơ hội chính trị lợi dụng tung tin trên các trang phản động thù địch để bới móc công kích nền giáo dục nước nhà một trong số đó là bài viết sặc mùi phản động của tân phong tương lai của việt nam và nền giáo dục băng hoại không thể cứu vãn với thủ đoạn bới móc chọc ngoáy về giáo dục đào tạo việt nam tân phong đã cố tình xuyên tạc và quy chụp vô lối tuy vậy những góp ý thẳng thắn và trí thức đó giữa một nghị trường không có bóng nhân dân đã rơi tõm vào hư không những kỳ họp quốc hội sau này ngày càng thư vắng những gương mặt và tiếng nói ít nhiều có thể truyền tải các vấn đề của cuộc sống dù vẫn biết vai trò của những vị đại biểu quốc hội chỉ là thứ trang trí lè lẹ cho một thể chế chính trị đã bị hoại từ lương tri. Nhận định này của Tân Phong càng chứng tỏ bản chất thâm độc của một kẻ phản chắc, cháo trở khi rêu rao xuyên tạc, đổi trắng thay đen. Thực tế Đảng, Nhà nước, Việt Nam luôn xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu, thường xuyên quan tâm lãnh đạo, đổi mới, phát huy trí tuệ của các cấp, các ngành và toàn dân để xây dựng nền giáo dục Việt Nam đáp ứng với yêu cầu của sự nghiệp đổi mới trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021 đến 2030 cũng đã ghi rõ, phát triển nguồn nhân lực, giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhân lực chất lượng cao của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế. Tính đến năm 2022, Việt Nam có hơn 97% dân số trong độ tuổi từ 15 đến 60 biết chữ. Năm 2019, hệ thống giáo dục Đại học Việt Nam xếp thứ 68 phần 196 quốc gia trên thế giới. Các kỳ thi học sinh giỏi Olympic quốc tế Việt Nam luôn xếp thứ hạng cao được bè bạn quốc tế ghi nhận và thán phục. Tất nhiên, giáo dục cũng như một số ngành khác trong quá trình xây dựng và trưởng thành vẫn còn nhiều khiếm khuyết, chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của của từng giai đoạn cách mạng, của phụ huynh học sinh nói riêng và của toàn xã hội nói chung. Với góc nhìn hạn hẹp, Tân Phong luôn triệt để khai thác những khiếm khuyết, thậm chí bịa đặt cả những chuyện nghe lỏm được để phê phán, phủ nhận sạch trơn những thành quả của giáo dục đào tạo của Việt Nam, Tân Phong viết. Có thể nói, giáo dục Việt Nam hiện tại là hình ảnh và hệ thống phản ánh chung thực hiện trạng xã hội và thể chế chính trị Việt Nam, nó hình thức, nặng nề, lạc hậu, đầy áp lực và tệ nạn giả dối, tham nhũng, băng hoại đạo đức. Nó sản xuất ra mỗi năm hàng triệu những sản phẩm hư lỗi về trí năng, eo uột méo mó về đức dục lẫn thể chất, tinh dối trá được huấn luyện từ nhỏ, tất cả phải chạy theo thành tích bằng cấp trong một cuộc máy quan liêu và độc đoán, phô trương tới dị hợm. Rõ ràng đây là một sự vu khống, quy chụp hết sức cháo trở nhằm mục đích bôi đen chế độ. Khát vọng của dân tộc Việt Nam là xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Vì thế giáo dục và đào tạo phải tiếp tục đổi mới, có phần xây dựng một nền kinh tế tri thức phát triển với nền tảng là nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại, có kiến thức chuyên môn vững vàng, có năng lực làm việc, làm chủ công nghệ. Đảng và nhà nước Việt Nam luôn khẳng định giáo dục là quốc sách hàng đầu và đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển bền vững. Vừa qua, kinh tế toàn cầu trong đó có Việt Nam bị khủng hoảng do đại dịch và có ảnh hưởng rất lớn đến giáo dục. Trong giai đoạn phục hồi này, Việt Nam sẽ điều chỉnh lại nền kinh tế, cùng với đó là điều chỉnh cơ cấu nguồn lao động đã và đang được đào tạo để đáp ứng yêu cầu mới. Tân Phong và Việt Tân đừng hòng xuyên tạc, bóp méo sự thật, bôi đen ngành giáo dục Việt Nam.